lên cá chim cho lên đi ba, họ Đức á. Từ từ thôi, đừng cho nó nhảy. Thằng đưa cây dài dài ra hỗ trợ xa xa. Ừ, cho vô đi ha anh ba ơi, đừng cho tè tè nữa. Ghìm ghìm ở dưới, ghìm ở dưới, ghìm ở dưới, ghìm ở dưới. Lại 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 lại, từ từ. Xiết vô, xiết vô, xiết vô, xiết vô. Xiết vô. Xiết cái đầu, xiết xiết máy lên. Đầu bự á, bự á. Quay lên đi ba. Ừ, hay quá. Hên là vậy, nó không xảy được. Quay đầu. Cái đầu vậy ạ. Nó bỏ điện thoại bỏ nó gần cái. Thoại của ai? Ngày nay sao nó không nghe xảy được. Đâu cắt. Cầm lên, cầm lên, cầm lên, cầm lên, cầm lên không á. Từ từ. Đưa cao cao lên. Ừ. Từ từ nha, chụp cho tấm hình. Từ từ gỡ lưỡi ra, gỡ lưỡi anh cầm một cái anh đưa lên mới thấy nó bự. Gỡ lưỡi đi. Rồi. Cầm ở dưới này, anh cầm ở dưới nè, cầm dưới đây nè. Ngay chỗ cái mani á. Ngay chỗ mani á mới mỏi. Rồi. Nhìn đây nè, nhìn đây nè. Bự chảng luôn á, giỡn hoài. Rồi, chiên khổ. Đây là cái từ 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 cái này. Rồi, chiên khổ luôn. Cá mụn luôn á. Xách rắn. Bỏ bỏ vô cái này nè, xách. Đúng rồi. Chống bể đầu thì chứ. Chống bể đầu, quá to bự hơn cá kêu hẩm luôn á. Bự hơn. Này sao? Này giờ mang về chứ sao? Ừ, mang về nhà làm. Anh cầm, anh cầm luôn đi. Cần rồi bỏ mẹ. Me từ hồi trưa tới giờ mới dính được nè. Cắn vậy không xảy được. Bên mép. Nghe mẹ bốn người. Anh mừng nó nhậu đi anh. Anh bỏ bộ đồ lòng lại nè. Chuyện này khách ghé rộng mấy. Rồi. Chim trắng nó trắng các bạn. Mai là cái răng nó móc bên mép vô con mắt ha. Rồi cái chân bự. Chứ móc, chứ móc bên còn kia là tầm 3 cân á. Còn 3 kg á, bự hơn con hổm luôn. 3 kg không? Còn 3 kg á. Không tới. Con hổm 2 kg mấy nè. Rồi tầm 3 kg. Ừ, chắc cả đó. Con đứt đi chín rồi sao giùm con xong thở xuống. Nó thở gần vô em á. Con này mang về. Chút gì chiên của bánh tráng. Bán dài em rồi. Ôi Khang nó được đến giờ ăn rồi bắt Khang về. Ôi Khang nó còn bánh hả? Nặng quá, nặng quá. Giữ giữ đừng có cho chạy nữa. Giữ giữ lại. Hãy subscribe.
giữ lại nha, giữ lại nha, cứ giữ đều đều vậy đó. Khang lên cá tiếp. Ghiếc anh ba ơi, ghiếc đi. Chiếc lại xíu. Rồi để vậy đi. Con này giờ sao trời? Rồi dìu vô. Cho nó mệt xíu đi. Chó ra. Từ từ. Nó như lúc vậy nó nở lên là vớt được. Chưa. Rồi. Khỏe gà. Đúng là cái vòng của anh Lưng nặng mà. Khang cầm tiếp Khang, ra đây ra bên kia cầm tiếp Khang. Từ lên xe mấy kia. Cái bọc màu. Đâu con này dễ gì bà gửi. Ra cái chỗ của anh ba nãy á, đứng chụp thêm cái nữa. Cái tre ăn trùng luôn cái gì. Rồi. Nhấp nhẹ em giật lên thay mồi giật lên luôn. Giật lên thay mồi cháo giật lên. Rồi cho Khang cầm đi. Khang cầm đi. Hai anh em nay vô địch ha, người còn con chim, người làm con trai ha. Đủ cầm rồi ha. Ừ. Đủ đồ chơi rồi. Sắp xảy rồi á. Nè xong nè. Câu quá trời dính rồi, nè xong nè. Đừng đưa lên đó. Cầm lên. Con chim con ta thôi chứ. Cầm. Từ từ nó đâm mà. Nó đâm hết từ từ. Tiếp tục lên nè. Không cầm vậy được rồi, cầm vậy thấy bự rồi. Rồi, ok. Con này chắc cỡ con bữa. Tính giả lên hai ngồi. Nhắm mấy cái nên giả lên hai ngồi. Chụp bấm chụp cho hai cái khen. Ăn tươi nha. Rồi. 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 Rồi